Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Data Gamer. Và hôm nay sẽ làm một video làm về top game nhé. Thì mấy nay mình bận rộn là mình chưa có tiếp tục làm series cho anh em. Thì cũng cảm ơn những anh em nào đã xem và giới thiệu mình những tựa game mới nhé. Thì đây sẽ là top 5 game big sale miễn phí hoàn toàn cho Android và iOS. Thì những tựa game này anh em có thể tải dưới phần mô tả. Một số game thì nó phải tải bằng APK, một số game thì anh em có thể tải trực tiếp trên Google Play hoặc là OK. Thì tựa game đầu tiên chúng ta đó chính là Desert Island Fishing nhé. Thì đây là một tựa game vô cùng giải trí, rất hợp cho những anh em nào mà muốn giải trí thư giãn nhẹ nhàng sau một giờ làm việc hoặc là những giờ học tập căng thẳng ha. Thì tựa game này chỉ đơn giản là một game pixel và anh em sẽ phải đi câu cá. Anh em câu cá đủ tiền anh em qua đảo mới, hoặc là anh em nâng cấp và ráp những cái đồ cần thiết hỗ trợ cho công việc câu của anh em tốt hơn. Thì mỗi lần cá thì nó sẽ có một độ sâu nhất định và anh em sẽ cần chỉnh độ sâu, cũng như là sau này anh em sẽ có những cái vật phẩm cho anh em điều chỉnh để anh em có thể câu cá. Về cái cách câu cá thì nó rất là giống với Stardew Valley và thậm chí có một số chi tiết khá khó và khó hơn một chút. Tuy nhiên đối với những anh em khác thì chắc cũng dễ thôi. Thì game này hoàn toàn miễn phí trên Android cũng như là iOS. Anh em có thể tải trực tiếp hoặc là anh em xuống phần mô tả nhé. Game này cũng rất là nhẹ và công việc anh em cũng đơn giản lắm. Chỉ là chiêu thôi. Mình câu cá, mình chiêu, câu cá, mình chiêu. Sẽ rất hợp với những anh em nào yêu thích những cái hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì dịch bệnh căng thẳng ha. Thì mình nên câu cá trong nhà cho nó lành. Đấy, thì game này cũng ra mắt được một thời gian rồi nhưng nó khá là hay và khá là nhẹ. Nó sẽ không có những chức năng đỉnh cao như đấu hạng, đấu đồ như những tựa game khác, ví dụ như A-Fishing hoặc là những tựa game đỉnh hơn có cả bảng xếp hạng, có cả những cái sự kiện hàng ngày hàng giờ á, thì game này không có. Nó chỉ có đơn giản là một mình anh em và câu cá và tận hưởng cái âm nhạc cực chiêu của nó thôi. OK, nếu anh em đã chán với những tựa game nhẹ nhàng, ví dụ như chiêu chiêu câu cá, thì chúng ta sẽ đến với tựa game cũng nhẹ nhàng nhưng lại không chiêu bằng, nhưng mà lại vui hơn một chút. Thì đó, chúng ta sẽ trở thành một cái người Viking ha, một Viking hoặc là một tổ đội Viking cùng nhau và đi chiếm đảo. Thì những người Viking đó, trong lịch sử thì họ là những người đi chiếm đất các kiểu thứ, họ đánh cả châu Âu, họ đánh cả châu Á các kiểu ha, họ rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên trong game này thì những nhân vật Viking chúng ta sẽ rất là nhỏ bé và cute, chúng ta sẽ làm việc đó chính là chèo thuyền đi ra. Và trong lúc chèo thuyền thì anh em cần phải bảo vệ thuyền nha, bảo vệ những cái người đồng hành của anh em. Ví dụ như là những cái thùng rơi từ trên đầu xuống thì anh em phải phá hủy nó. Nếu anh em không phá hủy thì anh em sẽ bị mất người chơi, và cái việc mất người chơi nó sẽ làm cho anh em mất thời gian hơn cho quá trình đi công thành. Và game này nó sẽ chơi theo kiểu là anh em sẽ đè bằng tay ha, chạm vào đến những cái lực giống như kiểu một số game mà canh lực khác ấy. Thì mỗi cái lực nó sẽ có một cái tác động khác nhau, ví dụ như là từ chèo nhanh này, chèo chậm này, hoặc là bắn súng này, hoặc là bắn cung này đấy. Và mỗi khi anh em đến một cái địa danh mới thì anh em phá những cái công trình của họ thì anh em sẽ loot được đồ, và những đồ ngon này anh em sẽ nâng cấp và trang bị vào trong người cũng như là những cái bạn đồng hành của anh em ấy. Và sau mỗi màn thì tất nhiên là cái thành họ cũng trâu hơn, lúc đầu thành gỗ ha, về sau thành sắt, thành đá rồi các kiểu ha. Và mình sẽ phải quản lý một cái tổ đội để đi ăn cướp đấy. Nghe khá là điêu nhưng mà đây là một tựa game cũng khá thú vị và nó là dạng pixel nhẹ nhàng và nó hoàn toàn miễn phí nhé. Xem quảng cáo nó cũng sẽ không phiền bằng những tựa game khác. Tựa game này cũng ít xem quảng cáo lắm. Anh em những kiểu giống như là anh em xem quảng cáo là ủng hộ thôi chứ không có bắt buộc. OK, tựa game thứ ba là một tựa game vô cùng nổi tiếng, đó chính là Minecraft ha. Thì Minecraft là một tựa game sinh tồn phiêu lưu game này là mini world block app nha anh em. Lý do mình lộ là tựa game này nó giống Minecraft cỡ 99.9999% thôi. Không biết những anh em nào chơi Mini World thì có bực mình về cái câu nói này không, nhưng thực ra thì đối với mình thấy nó giống y chang, chẳng qua là có cái nhân vật nó cute hơn một chút và cái đồ họa của nó có một chút cái những cái đặc biệt nhất định, ví dụ như là cây cỏ thì xanh tươi mơn mởn đẹp hơn một chút ha. Và game này nó hay hơn Minecraft một cái, đó chính là nó có một cái cộng đồng trực tiếp luôn, có nghĩa là anh em sẽ không phải nhất thiết là mình phải lên một cái fanpage hay một cái gì đó, mà trong game nó có sẵn một cộng đồng luôn. Và trong đó nó có nhiều lối chơi, nhiều map mở rộng, từ những map sinh tồn trên không, Skyblock này, hay là những thứ khác, nó đều online cả. Anh em chỉ cần tải cái map đó về, hoặc là anh em tham gia một cuộc phòng chơi của người bạn nào đó, thì anh em có thể chơi. Rất là hay, và theo mình đánh giá thì đây là một tựa game xứng đáng để anh em chơi thử, và nó cũng không có là gì. Nếu mà anh em nào Minecraft anh kêu copy thì cũng không sao, tại vì game này nó cũng đồ chiêu riêng, và cũng có tầm ảnh hưởng nhiều. Thì game này vô anh em cũng sẽ sinh tồn và anh em ráp đồ ha. Đầu tiên cũng là chặt gỗ, sau đó chế bàn chế tạo, sau đó là chế những cái thứ cần thiết, ví dụ như rìu cúp nâng cấp từ từng đời, kim loại, sắt, thép các kiểu. Thì nó hoàn toàn miễn phí và cộng đồng rất lớn nên anh em có thể tải và chơi thử. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ các streamer nữa.
Ok, trở lại với một tựa game hành động phiêu lưu khác có tên là Kure Kill Hunter ha. Thì đây là một tựa game phiêu lưu và bắn súng. Thì hình ảnh là nó dạng pixel cute và rất là hay, hoạt động cũng khá là năng nổ và kiểu như là cũng hơi nhanh đấy. Thì anh em cũng sẽ đi cảnh từng cảnh một, sau đó anh em đánh boss. Thì mỗi con boss thì nó có một cái kỹ năng khác nhau, anh em cần phải có chiến thuật nhất định để có thể né kill cũng như là để đánh nó. Ở đây thì mình có gặp con boss đầu tiên là một con bạch tuộc ha. Thì thời gian đầu mình cũng chưa hiểu lắm nên là mình cũng hơi trúng nhiều chiêu. Nhưng về sau thì anh em cũng có thể nhìn thấy cái hoạt động của nó, sau anh em né. Anh em có thể dụ nó bắn trước, sau đó anh em leo lên trụ và bắn nó ha. Thì game này nó rất là chill và rất là nhẹ, rất hợp cho những anh em nào thích chơi game bắn súng pixel ha. Và tất nhiên là game này nó chỉ là game offline thôi, nó không có chế độ online. Và chơi thì sẽ chơi được một mình. Nhưng mà game này cũng rất là hay và nội dung cũng ok. Và sau khi mỗi màn anh em chiến thắng á, anh em giết boss xong á, hoặc là anh em qua cảnh á, thì anh em sẽ được một chiếc trực thăng đến và cứu anh em đi ra khỏi cái vùng đất này. Và cứ thế mỗi khi về anh em sẽ được kinh nghiệm và cũng như là những thứ khác để anh em tiền ha, để anh em mua những trang bị mới để nâng cấp sức mạnh. Đối với từ game này anh em có thể tải APK trên web của mình nhé. Ok, kết thúc top 5 game này sẽ là một tựa game rất là hay và nó đỉnh cao và đặc biệt rất hợp cho những anh em nào thích anime và chibi nữa. Thì đây, game này là game pixel có đồ họa chibi và là một game thân bay ha, đánh theo lượt. Không phải là đánh theo lượt cho lắm. Nó là dạng đánh theo kiểu như là mình sẽ có cũng tựa tựa giống vậy ha. Mình sẽ chọn những chiêu thức ở bí hàng dưới, mình đánh quái vật mà mình qua cảnh. Và nó thuộc dạng game online anh em nhé. Có một số điểm rất là hay của game này đó chính là nó là ngôn ngữ tiếng Anh, tuy nhiên là voice thì voice tiếng Nhật, dành cho những anh em nào thích coi anime mà. Và voice tiếng Nhật thì theo mình là khá là hay, rất là hay và rất là đã. Anh em cũng sẽ nâng cấp những nhân vật lên và nâng cấp vào từng đời. Và mỗi ngày anh em sẽ được những cái đùi gà, thì anh em phải đánh hết cái đùi gà đó thì anh em mới lên cấp được. Sau đó thì anh em phải chờ nó hồi lại ha. Nó là một dạng game đánh bằng dục thể lực ấy. Đây mình đã nâng cấp lên một con tướng 5 sao này theo cái cốt truyện. Thì game nó có nhiều lối chơi, từ cốt truyện đến những cái battle riêng, nên là anh em có quyền lựa chọn. Và game này thì nó hoàn toàn miễn phí. Và game này online nhé, nó có khoảng 800 mê gì đó. Và anh em có thể tải trực tiếp trên CH Play hoặc là App Store. Chỉ cần tải về xong tự update lên là được. Voice tiếng Nhật sẽ tự được add vào trong game và sẽ giúp anh em giải trí và thư giãn rất là thư giãn luôn. Và game đồ họa thì quá tuyệt vời, âm thanh thì cũng rất là đỉnh. Những nhân vật thì khỏi chơi rồi đó. Ok, và đó là top 5 game mà mình đã giới thiệu anh em. Nếu như anh em muốn xem những video khác, anh em có thể đăng ký kênh hoặc là xem dưới phần mô tả. Mình sẽ liên kết đến những video khác để anh em có thể xem nhé. Và những game hay nào anh em biết thì anh em có thể giới thiệu mình để mình làm review trong một cái video sau nhé. Bye bye anh em.